Chơi game trên màn hình cong 240Hz sẽ nhanh như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu Samsung LC27RG50FQ nhé. Vốn là một nhà sản xuất có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất màn hình, thế nên không thể phủ nhận rằng các sản phẩm màn hình mà Samsung làm ra có tấm nền và chất lượng tốt và rất là được người dùng tin tưởng. Về thiết kế, độ cong ấn tượng 1500R có thể coi là độ cong lớn nhất trên thế giới hiện nay với màu đen nhám bao phủ toàn bộ màn hình. Nói chung về thiết kế không có gì quá đặc biệt, vẫn vô cùng quen thuộc của Samsung với phần chân đế hình chữ Y, tháo lắp vô cùng dễ dàng và chắc chắn, giữ cố định được ở màn hình ở trên bàn. Ở mặt sau thì Samsung trang bị VESA có thể treo tường hòa lắp đặt với chân đế rơi một cách nhanh chóng. Cổng kết nối cũng được đặt hết ở phần mặt sau với hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, cổng nguồn và một jack tai nghe. Về phần phụ kiện thì màn hình sẽ được trang bị là tập sách hướng dẫn sử dụng, cáp sạc và giấy xuất hình. Với mức giá hơn 6 triệu đồng và muốn tập trung vào trải nghiệm gaming, thế nên màn hình này thì không có sự thay đổi quá nhiều về góc nhìn và tư thế khi các bạn sử dụng. Ba cạnh viền mỏng vẫn theo hiệu ứng tràn viền, tần số quét lên đến 240Hz, tốc độ phản hồi 4mm giây, kết hợp với cả NVIDIA G-Sync sẽ cho các bạn cảm giác chuyển động khi chơi game cực nhanh, hầu như là sẽ không có hiện tượng giật hình, xé hình, thậm chí là bóng mờ khi chơi các tựa game như là bắn súng hay là đua xe. Độ phân giải sẽ là Full HD, độ sáng 250 nit, 72% NTSC, 97% sRGB, 77% Adobe RGB thì màn hình gaming này không chỉ nhanh mà khả năng hiển thị màu sắc cũng ổn. Được trang bị tấm nền VA thì sẽ cho các bạn một góc nhìn rộng. Dù ngồi ở góc nào đi chăng nữa thì các bạn vẫn sẽ nhìn thấy được màn hình mà các chi tiết không bị biến đổi quá là nhiều. Một điểm cộng cho tấm nền VA luôn là độ tương phản cao. Khi màn hình này có độ tương phản là 3000:1 sẽ rất là phù hợp khi các bạn chơi game hay là xem phim mà có xuất hiện những vùng tối mà cần sự quan sát. Kích thước 27 inch và độ cong 1500R siêu cong sẽ giúp các bạn quan sát tốt nhất và bao quát vừa tầm mắt. Khoảng cách ngồi hợp lý nhất thì sẽ vào khoảng một sải tay sẽ cho các bạn góc nhìn tốt nhất và phù hợp. Sẽ có một nút joystick điều chỉnh duy nhất ở phía cạnh dưới của màn hình với các tùy chỉnh thiết lập cài đặt cùng với các chế độ như là FPS để chơi game, chế độ cinema để xem phim, chế độ bảo vệ mắt và lọc ánh sáng xanh khi ngồi chơi trước màn hình quá là lâu. Và nếu như ai đang tìm kiếm một mẫu màn hình chuyên game, tần số quét cao, hình ảnh và màu sắc đẹp lại còn với mức giá tầm trung đang được ưu đãi chỉ còn hơn 6 triệu đồng thì ấn ngay vào đường link sản phẩm phía dưới phần mô tả nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.